Ok, xin chào các bạn Sĩ Sóc Fan. Vâng, và tiếp tục với series hướng dẫn chỉnh giờ kim và giờ số của các mẫu G-Shock, các cái module máy phổ biến của G-Shock. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với loạt G-Shock GA400. Đây là một phiên bản, một dòng G-Shock với cái núm xoay rất là đặc biệt và cũng được rất là nhiều các bạn G-Shock fan ưa chuộng đó. Và ở trên cái chiếc GA400 này thì chúng ta sẽ có cái cách headset nó sẽ hơi khác một chút đó. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉnh giờ số này, chỉnh giờ số trước này về đúng cái múi giờ, cũng như là chỉnh giờ số cho nó đúng. Sau đó chúng ta sẽ đi vào cái hướng dẫn headset cái GA400 này nha các bạn. Ok, tại đây thì Belo đang có sẵn là ba phiên bản GA400 GB 1A9 này. Đây là phiên bản Black and Gold cho dòng G-Shock GA400. Đó, đây là phiên bản G-Shock Black and Rose Gold với 400 GB 1A4. Đó, 400 GB 1A4 Black and Rose Gold, và phiên bản với dây hai lớp rất là đẹp với phối màu Heritage Red. Đó là phiên bản GA400 HR 1A. Đó. Ok, là cả ba phiên bản này đó đều có núm xoay đặc trưng của dòng G-Shock và GA400. Và GA400 cũng là một phiên bản được rất là nhiều các bạn ưa chuộng. Do đó Belo sẽ chọn nó ra để giới thiệu cho các bạn cái cách headset. Và nếu mà chẳng may các bạn có trong quá trình sử dụng mà các bạn có bị giờ số và giờ kim nó không trùng nhau thì chúng ta có thể xem clip này và chúng ta sẽ tự khắc phục được đó. Và cái lý do mà dẫn tới giờ kim và giờ số mà nó không trùng nhau thì ở trong các clip thì mình đều có nói là lý do thứ nhất là do tác động vật lý. Đó là nếu mà các bạn va đập mạnh quá thì có thể là cái kim này nó bị xô đi. Đó, nó bị tác động lực vật lý mạnh quá, va đập mạnh quá thì nó có thể bị xô đi, thì chúng ta sẽ tự động cân chỉnh lại. Đó, rất là dễ dàng mà thôi. Vâng, và ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái phần để chúng ta headset, đó là phần kim sắp và phần kim giờ và kim phút. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ giữ nút adjust này. Đó, để truy cập vào chế độ chỉnh giờ. Ở mẫu GA400 này, đó thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ không dùng các nút để chuyển lên chuyển xuống, mà chúng ta sẽ dùng chính cái vòng xoay này, rất là hay các bạn có thể thấy. Đó, một cái tip dành cho các bạn là sử dụng cái mẫu GA400 này thì chúng ta sẽ dùng cái phần đó, phần G của ngón trỏ này chúng ta sẽ quay như này, nó sẽ rất là dễ dàng. Đó, và các bạn học cái thao tác này đến khi mà chúng ta chỉnh giờ hay là chúng ta headset lại nó rất là dễ. Các bạn có thể thấy là ở đây là nó sẽ rất là nhanh. Không, Singapore. Đó, và Bangkok. Ok, thì các bạn có thể thấy là mình vừa mới chỉnh cái múi giờ của chiếc G-Shock GA400 GB này về đúng với múi giờ của Bangkok, Hà Nội, Jakarta. Đó, và bây giờ đang là 6:32 rồi. Đó, chúng ta có thể chỉnh về 24 giờ đi để cho nó dễ xem giờ hơn. Đó, 18:32 rồi. Đó, và chúng ta xác nhận bằng nút adjust. Và các bạn có thể thấy là bây giờ đang là giờ số đang là 18:32. Nhưng chúng ta sẽ đợi một chút để xem là cái giờ kim, đó, kim giờ và kim phút nó sẽ có trùng với cả giờ số hay không. Ok, và nó đã dừng lại rồi. Thì bây giờ đồng hồ đang chỉ khoảng 10:30, nó hoàn toàn không đúng với cái giờ số. Thì chúng ta sẽ khắc phục như nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ giữ nút adjust này. Chúng ta vẫn giữ nút adjust nhưng chúng ta sẽ không thả ra. Đó, mà đến khi mà đồng hồ kêu hai tiếng píp 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 đó và màn hình hiển thị chữ headset và nhấp nháy chữ sắp này thì chúng ta mới thả ra. Ok, và ở đây thì các bạn có thể thấy là kim sắp của chúng ta đang chỉ 60 là đúng rồi. Đó, ở mẫu GA400 thì chúng ta sẽ phải chỉnh kim sắp này ở vào vị trí 60 là khoảng 19:12 này. Đó, nó đứng thẳng đứng như này là được này. Chúng ta sẽ dùng nút mode này để chuyển sang cái giờ kim và giờ kim giờ và kim phút. Đó, chúng ta sẽ lại tiếp tục chỉnh cái giờ, cái kim giờ và kim phút nó trùng với cả mốc 0:00. Đó, các bạn lưu ý là ở các mẫu G-Shock khác nhau thì cái phần kim sắp này nó hơi khác một chút. Đó, với cái G-Shock GA110 thì chúng ta chỉnh theo cái bề ngang ở vị trí 9 giờ, nhưng mà ở mẫu GA400 này thì kim sắp này là ở vị trí 12 giờ, như này là được. Đó, và chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ chỉnh cái giờ kim, đó, kim giờ và kim phút này để trùng với cả 12 giờ. Đó,
Và để cho các bạn có thể thấy là nếu mà các bạn vòng nó từng cái như một như này thì nó sẽ rất là lâu. Đó, nếu mà các bạn dùng đầu ngón tay thì các bạn chỉ chỉnh được từng nấc một như này thì nó rất là lâu. Thì các bạn hãy dùng đấy. Các bạn sẽ dùng cái phần G của ngón tay của mình, các bạn miết nó một cái thì lập tức là cái kim này nó sẽ tự động trôi đi. Đó, với tốc độ nhanh hơn và các bạn sẽ không cần phải giữ gì cả. Đó, chúng ta sẽ chỉnh nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó, chúng ta sẽ chỉnh về 12 giờ này. Ok. Đó, và gần đến nơi thì chúng ta lại xoay cái kim này theo chiều nào cũng được thì nó sẽ lập tức nó dừng lại. Đó, và chúng ta sẽ cân lại cho giờ kim và giờ cái giờ kim giờ và kim phút nó sẽ trùng với 0:00. Như vậy là ok. Và các bạn có thể thấy kim sắp nó đã quay đúng về vị trí 60 rồi, 12 giờ rồi, và giờ kim và giờ số nó cũng chỉ đúng 12:00 rồi. Thì chỉnh xong thì chúng ta lại xác nhận bằng nút adjust. Đó, và các bạn sẽ chờ một chút nha. Các bạn có thể thấy mình chắc chắn với các bạn là nó sẽ quay đúng trở về 18:35. Ok, chính xác rồi đúng không các bạn? Vâng, và như vậy là mình vừa mới hát set thử cho các bạn xem cái mẫu GA400 GB1A9 này. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Đó, và các bạn chỉ cần thao tác đúng như mình nói. Và các bạn lưu ý một chút, với các bạn dùng GA400 thì các bạn hãy dùng cái G ngón tay cái này, các bạn miết một cái thì nó sẽ quay kim đồng hồ một cách nhanh hơn. Đó, và nếu mà chỉnh xong mà các bạn thấy đồng hồ của chúng ta nó cái kim sắp này nó đã chỉ đúng vào 0 giờ rồi. Đó, số 0 vạch 0 rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn không thấy nó chỉ vào vạch 0 thì các bạn hãy kiểm tra lại cái phần stopwatch này. Đó, để xem là nó có đó, nó có đang đó, nó có đang bị chạy hay không. Đó, và các bạn sẽ dừng nó lại và reset. Đó, ở nút GA400 thì các bạn sẽ start stop ngay ở phần phía nút bấm ở vị trí 9 giờ này, nó sẽ thuận tiện hơn, nó sẽ như một chiếc đồng hồ bấm giờ thể thao đó chuyên dụng, rất là tiện lợi. Mà các bạn nào mà các bạn hay tiến hành chạy bộ á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng này rất là tiện lợi. Đó, chế độ countdown timer cũng như vậy. Đó, rất là đơn giản, start stop reset. Đó, ok, chúng ta sẽ đã tiến vừa rồi chúng ta đã tiến hành cân chỉnh lại cái giờ kim và giờ số của mẫu GA400 GB1A9 và tiếp tục để cho các bạn dễ làm quen hơn nữa thì Belo cũng đã chuẩn bị sẵn mẫu GA400 GB1A4 này. Đó, và nó cũng sẽ kim giờ và kim số, giờ kim và giờ số nó cũng đang bị lệch nhau và chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh lại cùng nhau nha. Đó, ở đây chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh lại cái giờ trước cho đúng múi giờ BKK. Đó, và chúng ta sẽ chỉnh về 24 giờ đi để chúng ta dễ dàng. Đó, 18:37. Và khi mà các bạn chỉnh về cái giờ là 18:37, đó thì các bạn có thể thấy là giờ kim và giờ số nó sẽ không trùng nhau. Đó, ở cái mẫu G-Shock GA100 GB1A4 này thì mình đã chỉnh cho cả cái kim sắp và cái kim giờ phút nó không trùng với cả giờ số. Do đó là các bạn hãy thực hiện theo như mình nha. Ở chế độ xem giờ này thì các bạn giữ nút adjust. Đó, đến khi các bạn sẽ giữ nút adjust đến khi nó kêu 2 tiếng pip các bạn mới nhả ra. Ok, được chưa? Đến khi nó kêu 2 tiếng pip nó mới nhả, các bạn mới nhả ra. Đó, nó sẽ hơi khác so với các mẫu đồng hồ G-Shock khác. Và các bạn sẽ miết cái vòng tròn này để chúng ta có thể chỉnh được giờ kim, kim sắp. Đó, vâng. Và như vậy thì các bạn sẽ chỉnh về cái mốc 60. Đó là mốc 12 giờ đó. Các bạn sẽ thấy cái kim này nó đứng lên. Như vậy là được. Và các bạn vừa mới cân lại kim sắp để cho nó chính xác. Tiếp tục chúng ta sẽ phải cân lại cái kim giờ và kim phút. Đó, và kim giờ kim phút thì nó đang để là 10:12 và nó chưa chuẩn xác với cả 0:00 thì chúng ta lại miết cái phần
vòng tròn này. Đó, các bạn có thể thấy là nếu mà các bạn miết từng nấc một thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất rất là lâu. Đó, và các bạn hãy thực hiện theo đúng cái tip nhỏ này của mình hướng dẫn các bạn dùng gờ ngón tay này, các bạn miết dài nó lên. Đó, thì lập tức kim nó sẽ trôi đi. Đó, kim nó trôi rất là nhanh, nó sẽ giúp cho chúng ta hát set cũng như là chỉnh các cái chức năng khác, nó sẽ rất là thuận tiện. Đó, với các bạn nào mà các bạn sử dụng mẫu GA400 thì các bạn hãy nhớ cái thao tác này nha. Ok, chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ chúng ta thuận tiện hơn và chúng ta sẽ cân trở lại. Đó, các bạn có thể thấy giờ kim và giờ số nó đã chỉ đúng rồi vào 0:00 rồi. Đó, giờ kim sắp chỉ vào 60, có kim giờ và kim phút chỉ về 0:00. Và như vậy là chúng ta đã vừa mới hát set xong, cân chỉnh xong. Cân chỉnh xong chúng ta xác nhận vào nút adjust để quay về chỉ cái chế độ xem giờ bình thường. Đó. Và chắc chắn với các bạn là kim giờ lúc này thì nó sẽ quay đúng trở về giờ số 18:40. Ok, rất là đơn giản với các bạn. Vâng, và như vậy thì mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn hát set lại G-Shock GA400 GB 1A4. Các mẫu G-Shock GA400 khác thì thực hiện hoàn toàn tương tự. Và chỉnh xong mà các bạn vẫn thấy cái kim sáp này nó không chỉ về đúng vạch 0 giờ. Đó, thì các bạn lại đổi. Chúng ta kiểm tra xem là stopwatch chúng ta có bật hay không. Ok, và chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các chế độ khác xem nó hoạt động bình thường hay chưa. Đó. Ok, và như vậy là chuẩn rồi. Không giờ không không. Đó. Ok, vâng, và như vậy thì cả giờ kim và giờ sắp nó đã trùng rồi. Vâng, tiếp tục chúng ta sẽ làm nốt với chiếc phiên bản là GA400HR. Đó, để cho các bạn sẽ nắm được rất là rõ cái cách mà hát set các phiên bản của G-Shock GA400. Đó, ok, một chút trục trặc về. Ok, chúng ta tiếp tục với chiếc GA400HR nha các bạn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ chỉnh giờ trước này, giữ nút adjust. Đó, xoay trở về cái BKK. Đó, bằng núm xoay. Đó, mẫu G-Shock GA400HR này và các mẫu G-Shock GA400 nói chung thì chúng ta đều có cái núm xoay này. Thì chúng ta sẽ tinh chỉnh chủ yếu vào cái nút núm xoay này. Đó, cả về giờ cũng như là cái 12-24 giờ, nói chung là chúng ta thay đổi là chúng ta sẽ dùng cái nút núm xoay này để thay đổi. Đó, xác nhận này. Ok, 18:43 là giờ số và giờ kim nó sẽ không trùng với giờ số và chúng ta sẽ tiếp tục. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục là cân chỉnh lại bằng cách giữ nút adjust này. Đó, giữ nút adjust đến khi nó kêu pip pip. Đó, ok, và chúng ta sẽ cân lại cái sub này cho nó đúng về với cả 60, cái vạch 60 này các bạn có thể thấy ở đây. Đó, kim đây là kim nhỏ, là kim sub. Đó, và dùng nút mode để chỉnh cái kim giờ và kim phút. Ok, và như vậy thì đồng hồ với chiếc G-Shock GA400HR này thì các bạn có thể thấy là kim giờ và kim phút nó đã chính xác ở vị trí 0:00 rồi. Thì chúng ta chỉ cần ấn nút adjust để chúng ta quay trở về cái chế độ xem giờ bình thường. Đó, và kim giờ và kim phút của nó, giờ kim đã đúng với giờ số rồi. Đó,
Ok, còn rất là nhiều các cái module khác mà Belo sẽ chuẩn bị để có thể hướng dẫn cho các bạn chi tiết, để giúp cho các bạn sử dụng tất cả các mẫu đồng hồ G-Shock sẽ không bao giờ phải thiếu thông tin khi mà chúng ta chẳng may gặp phải tình trạng là giờ kim và giờ số nó đang không trùng nhau. Ok, và tất cả các mẫu đồng hồ G-Shock 400 cũng như là các mẫu G-Shock khác đều đang có mặt tại Belo Lê Thái Tổ để cho các bạn sẵn sàng trải nghiệm. Đó, tất cả đồng hồ tại Belo thì đều có tem vàng chống giả này. Các bạn sẽ được tặng kèm những cái chiếc vòng đeo tay với rất là nhiều sắc màu như này để các bạn có thể tha hồ phối kết hợp cùng với chiếc đồng hồ G-Shock của mình. Có rất là nhiều các phiên bản G-Shock để cho các bạn lựa chọn. Đó, chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều các cái phối màu vòng để cho các bạn thỏa sức kết hợp. Ok, Black and Gold đi với vòng Black and Gold rất là đẹp. Ok, chúng ta sẽ nhận được đầy đủ tất cả những cái phụ kiện, ví dụ là hộp và giấy, hộp thiếc của đồng hồ G-Shock này. Chúng ta sẽ có thẻ bảo hành có giá trị 5 năm trên toàn quốc này, và 1 năm ở quốc tế này. Chúng ta sẽ còn được tặng thẻ Belo VIP card này để giúp cho các bạn được giảm 15% này. Đó, chúng ta sẽ có thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời để giúp cho các bạn không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ của mình sau khi hết pin. Và toàn bộ tất cả các mẫu đồng hồ G-Shock đều đang có mặt chính thức và duy nhất tại Belo Lê Thái Tổ. Đây chính là showroom bán hàng và chăm sóc khách hàng chính thức và duy nhất của chúng tôi tại số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngay đối diện Tháp Rùa, một địa chỉ rất là đẹp và rất là quen thuộc với các bạn G-Shock fan rồi, phải không ạ? Vâng, và chúng tôi sẽ thay pin đồng hồ chính hãng miễn phí cho cả trọn đời cho các bạn mua G-Shock tại Belo, tại chính Belo Lê Thái Tổ, và chúng tôi cũng sẽ vệ sinh miễn phí bằng sóng siêu âm về tất cả mẫu đồng hồ G-Shock cho các bạn, để giúp cho các bạn là đồng hồ G-Shock của chúng ta có sử dụng lâu ngày nó có bị bẩn, nhưng mà qua cái vệ sinh bằng sóng siêu âm nó sẽ sáng bóng trở lại. Ok, một clip ngắn để hướng dẫn cho các bạn headset mẫu G-Shock GA 400 của chúng ta. Vâng, và rất là mong qua clip này các bạn sẽ tự mình có thể khắc phục được cái lỗi giờ kim và giờ số nó không trùng nhau. Ok, chúng ta hãy giữ gìn sử dụng nâng niu cái đồng hồ G-Shock để chúng ta có thể có một chiếc đồng hồ bền bỉ và đẹp, long lanh trong thời gian dài nhất có thể các bạn nha. Đó, đồng hồ G-Shock rất là bền nhưng mà nó cũng sẽ cần các bạn nâng niu một chút để gọi chúng ta nó sẽ đẹp hơn, đó, nó sẽ mới hơn. Và nếu mà các bạn sử dụng trong một thời gian dài thì các bạn hãy mang qua Belo Lê Thái Tổ để chúng tôi có thể vệ sinh miễn phí cho các bạn nhé. Đồng hồ chúng ta sẽ nhanh chóng sáng bóng trở lại. Vâng ạ, rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và rất mong tiếp tục nhận được nhiều ủng hộ hơn nữa của các bạn G-Shock fan trên cả nước. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.